Hello Việt Roy. Khỏe không? Khỏe. Mấy bữa nay thấy mới bác thấy rồi, rồi chắc cái gì rồi. Mũi ba nó đột cho phát nó giật quá. Mũi ba nó vớt cho một cái bắt đầu te nua phải không? À đúng rồi. Ngộ lắm, thường thường á có người chích mũi 1 nè, không sao, mũi 2 không sao mà mũi 3 bị giật. Mình lên mình ý kiến tí xíu thôi, tại đang trên đường đi làm. Giờ okay mà bác cầm ổng nói á, để cho ổng nói. Ổng có nhảy lên cắt ổng, sợ ổng ổng nói dầm lộn với ổng, ổng chửi nhau hả, ổng chửi tan nát hết rồi chết nữa luôn, mới gần Tết rồi, ông già ổng dữ lắm. Cái vụ mà sáng mình nghe, mình không có nghe hết, tại mình ngủ dậy mình thấy thư quan mở, quan Lâm đang nói chuyện đó. Đúng rồi. Man, somehow mình kết cái anh này giả mang quá, anh Quan Lâm này anh hay thiệt đó chứ. Anh vui nữa, thích cái kiểu anh nói dỏm, nói chung dí dỏm mà có trình độ, nói chung là rất đúng. Là có trình độ. Con người có trình độ nói năng quá, đâu đó nghe nó hay đã. Đúng rồi, câu chữ như cái thằng ma kia. Ừ. Cái vụ mà tại sao mà cái thằng kia, mình có chút xíu ý kiến vậy, tại vì trong gia đình mình thấy có người cũng bị dính vô cái đó một chút, nhưng mà mình không biết, mà tới chừng mình biết cái mình cắt luôn cáp kê bộ luôn cho khỏi coi luôn. Vui lắm, không ai đó mà già vợ đồ này kia chứ không ai đó. À thế này ảnh tự gì á Việt Nam biết sao. Nghe không Thưa Quang? Ý mình nói tại vì cái cảm giác cái nghe đang nghe, ý mình nói là nhiều người bị ngộ nhận, nhưng kia nó cái thằng kia nó có gì đó, nó cũng hơi hài hài, nó thẳng luôn. Mình nói một cách công tâm với Việt Nam công nhận không, nó hơi hài hài, đâm ra là nó cũng cuốn người ta đó. Bây giờ nói đúng ra, cái đó cũng nói đúng ra cái khiếu của nó, nói đúng ra là như vậy nè. Những cái thành phần mà nghe nó mà ở bên đây đó, tại sao mà cái lượng view nó đông hay này kia kia nọ đồ này kia, những cái thành phần nghe nó đó là những cái thành phần thấp. Mình nói thẳng, đa số những cái người mà vô nghe đó nghe, mà ngồi thí dụ cái người nào mà người ta nghe, như thí dụ như mình đi, mình không dám nói mình là người cao thành là gì học cao hay là thành phần cao cấp hay gì, mình không dám nói mình là như vậy. Mình chỉ là một người bình thường giống thơ quan thôi, giống như tất cả các anh chị em trong diễn đàn thôi. Nhưng mà mình vô đúng mình rồi. Nghe nó, mình nói thiệt mình không ngồi được một phút á. Nó một phút 60 giây nó cũng tích tắc cũng cả buổi với bộ. Mà mình vô mình ngồi cái kiểu cách nó nói chuyện rồi cái kiểu nó xạo nó ấy này kia, mình ngồi khoảng chừng mấy chục giây rồi là mình phóng ra. Mình không can đảm mà mình ngồi coi mình nghe nó được lâu như vậy đâu. Mình không ngồi được. Đó. Phí thời gian. Những cái người mà nhảy vô phí thời gian đó là đa. Mình thấy mình mất, đúng. Những cái người mà ngồi nghe nó nói là đa số những người trình độ họ thấp, họ suy nghĩ của họ nông cạn lắm, họ chỉ rồi qua bên này nè ha. Những cái người vô công rỗi nghề không có việc làm. Đó, thí dụ như mấy chú, mấy bác, mấy anh, mấy chị nào lớn tuổi tí xíu qua bên đây rồi ở không rảnh rỗi cứ mở lên nghe nó thì nghe hoài, nghe quỷ riết quen. Đó, mà những người đó giống như bác Cầm hồi nãy cũng có nói, cũng có một chút bất mãn xã hội nữa. Thì khi mà họ có một cái gì không vui hay là cái gì tới với gia đình người ta bên Việt Nam không được vui, thí dụ như người ta làm gì sai trái đó rồi người ta bị phạt, bị này bị kia, thì khi mà qua đây trúng ngay cái thằng này nó nói nữa nghe nó im tai, nó nói về cái hướng của mình nữa thì mình khoái thôi, có gì đâu. Đó, thí dụ đi, giờ mình thí dụ đi, mình kết cái câu lạc bộ Manchester United đi. Mà chửi bới cái câu lạc bộ đó mình không thích, nhưng mà hãy mà có người mà nói về câu lạc bộ Manchester United hiện nay đó hay hay là này kia nữa, cái là mình nghe mình khoái là mình muốn nghe. Đó, thì nói chung là đa số những người một là bất mãn chế độ nè trong những cái việc gì đó, hai là những người họ không có cái suy nghĩ sâu xa, họ giống như là họ cái trình độ hiểu biết của họ rất là nông cạn, rất là thấp. Ô ba nó nói chuyện mà cái thằng mày ăn trộm gà với thằng chích hút kiểu đó mà nó lên nó nói mà nhìn mặt mày cái kiểu nó của nó làm sao mà mình ngồi mình nghe
mình chịu được, đúng không? Nghe không lọt nước tai. Rồi. Đúng rồi. Ở nhà mình có bà già bên Việt Nam qua, hồi đó lúc có mấy đứa nhỏ, cái bảo lãnh bảo qua, bảo qua thì bà cũng buồn. Cái mình thì mình đâu có biết đâu, mình thấy bà có bà nhà bà cùng mình cũng bày cho bà nói à, giờ nhà mẹ buồn á, mẹ mở lên YouTube nè, coi cải lương, bà già bà có cải lương lắm, lên coi cải lương nè, lên coi phim Việt Nam nè, hay là những cái chương trình gì hay hay á đó, mình bày cho bà nhà bà coi để bà đừng có buồn, mấy người lớn tuổi nữa mới qua đây mà sao chịu nổi. Đồ mà bà rà tới rà luôn. Sao bữa mình về mình nghe bà nghe mấy cái chương trình của SBTN là một phải ha. Cái bà lạng qua lạng lại sao cái nghe cái chương trình của giống như cái thằng ma này nó nói nè, thì lướt riết cái nghe cái cũng lọt vô nó. Đồ mình lấy cái điện thoại bà dính đúng không? Bà dính luôn đúng không? Bỏ hết. Nói chung là bà cũng không biết thằng này là ai, mà bà nghe nó nói rồi bà cũng nhìn cái mặt mũi của nó, bà nói cái thằng này sao tao nhìn nó mắc cười quá. Chứ thật sự bà nó nói bà nghe bà cũng chả hiểu nó nói cái gì. Nó nói bà nó sao tao nghe thằng này nó nói mà sao nó cứ nói xấu ở bên Việt Nam tùm lum tà la hết mà tao thấy nó đâu có giống vậy đâu. Đó thì cái kiểu vậy đó thì bắt đầu mình mới thấy rồi. Bà già lủi lủi lễ lễ làm sao bị dăng vô cái của thằng này rồi. Dính rồi. Mình delete, mình chặn hết. Mình chặn hết. Thôi tội nghiệp bà già. Rồi SBTN nữa, bà cũng nhảy vô đó. Mình nói nè, để nói cho mẹ nghe. Cái đài này là không có tốt, nó nói toàn nói xấu à. Mà mẹ thông cảm nha, mẹ mà nghe cái này một lần nữa là con cắt cái wifi vô cái điện thoại của mẹ luôn. Làm dữ. Cắt cáp luôn rồi, cắt cáp luôn biết rồi. Đâu, nhưng mà tao biết rồi. Giống như không, mình chỉ cần đổi cái mật mã thôi là bả không có vô được. Nhưng mà mình chỉ nói vậy thôi, với ai mà làm cũng tội nghiệp mấy bà già mà. Rồi. Nhưng mà mình chỉ giống như mình hù bả vậy, phải không? Đó, thì bả mới biết rồi, bả không có còn. Đó, thì đa số những người lớn tuổi nè, những người lớn tuổi, những người mà qua đây họ buồn, họ chán. Rồi cái họ lướt họ coi thì họ sẽ bắt gặp nó thôi. Nó trên YouTube mà cứ lướt coi, cứ bấm lu su bu coi là dính đó. Mà dính nó nghe hoài, nghe tới nghe lui. Thì bây giờ thấy nó nói cũng giống thấy nó nói thì cái vừa nhìn cái kiểu cách của nó nói rồi nhìn. Rồi có một cái gì đó không được vui ở bên quê nhà nữa là cứ thế là đâm đầu vô mà nghe nó chấn lột tư tưởng. Bị cuốn theo. Đó. Đúng rồi. Chứ còn nó nói thì biết rồi, mình lôi nó ra mình nói chi cho mất thời gian, mà cái thằng đó nó nói có cái gì ra cái gì đâu, toàn là môi móc xuyên tạc tầm bậy tầm bạ. Mà trình độ cái thằng đó thì cũng giống như bác Cầm hồi nãy ông nói á, cái thằng mẹ đi chích hút rồi đi ăn trộm ăn cắp rồi tàu lao mà như mình ở đây mà hơi mấy cái người mà người ta hiểu biết, mấy cái người người ta biết đúng biết sai. Không có ai mà nghe nó đó, toàn là mấy cái thành phần, mình nói những thành phần bựa không à. Thời quan thấy dụ nhiều bên đó nhiều, bên đó nhau, nhiều ba cái đám mà đó là nhiều đúng không, cộng. Nhiều thì mấy cái người đó, mà nó nhiều đúng không, rất là đông. Mấy người đông chứ sao không đông, buồn cứ nhảy vô vậy đó, nhảy vô nghe nó nói chuyện trên trời dưới đất. Còn sách học á, đúng, sách đầu ở bên này nha, còn nhỏ nhỏ thì không sao, nhưng mà khi mà lớn lên học đại học rồi trời ơi, ô mà sách đã hả, nó super mắc luôn á. Mình cho nhỏ con gái mình chuẩn bị đi đại học năm đầu tiên nè, nó vô cái trường học này đóng tiền mấy chục ngàn một năm, rồi mình hỏi ô cái tiền đó có bao thư viện không, trời ơi mình nghe mừng. Mình nghe mà nói có thư viện được vô xài cái tiền nó bao luôn á, mình mừng gần chết. Mừng thôi, mà chứ không thôi là mua sách chết luôn á. Nhưng mà có nhiều cuốn sách ở trong thư viện không có, bắt buộc nó phải đi mua hoặc là mướn. Có nhiều cuốn sách tới mấy trăm đồng, mắc quá mà học. Thí dụ như chỉ có một cái học kỳ đó thôi, hay là hai học kỳ hay gì đó thôi, thì mình thấy nó phí. Nếu mà mình không muốn mua thì mình mướn. Đó, nó vậy đó. Giống như bác Cầm nói vậy á, mắc, sách mắc lắm.
Đó, còn đi học á là đi mà đại học là mấy cái đó sao nó không nói đúng không? Ờ 30-40 ngàn năm. Đúng, mấy cái đó sao nó không nói, mấy đứa nhỏ mình à, mà mấy đứa Mỹ luôn á, mấy đứa nhỏ mình rồi mình đi chơi rồi. Tụi nó nói á, mà mấy đứa tới nhà mình chơi rồi này kia, tụi nó hay hội họp lại chơi rồi này kia. Tụi nó nói ở Mỹ á, tụi Mỹ nó nói luôn á, college á là giống như đại học á là scam. Scam là lừa đảo á, thưa quan. Tiếng Mỹ mà mình nói là scam á, là giống như là lừa đảo vậy. Nó chỉ lấy cái tiếng thôi, nó mang cái tiếng thôi. Tại vì thưa quan biết mà những cái ngành mà học đại học ở Mỹ á, một năm nó kiếm tới mấy chục tỷ đô lận đó. Học sinh sinh viên mà nước ngoài vô đó, du học sinh đó. Du học sinh vô rồi đi học đóng biết bao nhiêu tiền vô trong đó, cho nên tụi Mỹ có nhiều khi nó bức xúc quá, nó nói mà nó đi học đại học giống như là bị lừa đảo vậy, nhưng mà phải học, không học không được. Ở trường này giá 30-40 ngàn, trường kia 10-20-30 ngàn, mỗi một trường nó có cái giá khác nhau hết, mà thật sự mẹ nó chỉ có cái tên thôi. Tên thôi à, chứ không có mẹ nó khác nhau cái tên với cái trường đó. À nó có nhiều tiền, nó đầu tư vô lớn này kia nọ là nó quất tiền lên thôi, à, kiểu đó vậy. Ok, mình lên mình ý kiến nhanh gọn lẹ chút xíu thôi, giờ mình nhảy xuống mình có việc tí xíu. Ừ, có thương hiệu, mình nhảy xuống chút xíu rồi okay, có gì tí nó rảnh mình nhảy lên chơi ha. Rồi, cảm ơn thư quan cho mình lên diễn đàn, okay, chào anh chị em.